bom tấn SUV cỡ C hoàn toàn mới sắp bán tại Việt Nam, quyết đấu Mazda CX-5 và Honda CR-V. Mới đây, thương hiệu ô tô Skoda và thằng công Moto đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và hé lộ sẽ bán tại thị trường Việt Nam mẫu SUV cỡ C có tên Karoqui. Trước mắt, Skoda Karoqui sẽ được nhập khẩu từ châu Âu. Sau khi xây dựng xong nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh, Skoda sẽ bắt đầu lắp ráp Karoqui tại Việt Nam từ năm 2024. Skoda Karoqui là mẫu xe nằm ở phân khúc SUV cỡ C, xe có kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.382mm x 1.841mm x 1.603mm và chiều dài cơ sở 2.638mm. Thiết kế của Karoqui khá độc đáo, với capo nổi khỏe khoắn, tản nhiệt thanh mảnh và đèn pha LED tùy chọn. Chiếc xe cũng lắp đặt vòm bánh xe lớn và thể thao, đi kèm các tấm nhựa bảo vệ thân xe và cánh gió sau nằm trên cửa hậu, kết hợp đèn hậu nổi bật và la răng nhiều loại, đường kính 17-19 inch tùy bản. Về nội thất, Skoda Karoqui khoang cabin tương đối tối giản, đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ dạng công nghệ số 8 inch và 10,25 inch. Ngoài ra, hệ thống giải trí trên xe là màn hình 6,5 inch, 8 inch hoặc 9,2 inch tùy phiên bản. Mẫu xe ô tô mới có thể tùy chọn vô lăng và cả ghế trước trên sau lắp đặt công nghệ sưởi, đèn nội thất LED, sạc smartphone không dây, Android Auto và Apple CarPlay. Các trang bị an toàn trên Skoda Karoqui có thể kể đến chính túi khí, công nghệ Crew Protect Assist, hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình dự đoán trước, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ làn đường thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ tránh va chạm bên sườn với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, và camera 360 độ. Tại thị trường châu Âu, Skoda Karoqui có khá nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm 2 động cơ xăng và 4 động cơ diesel cho khách hàng lựa chọn.